Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 1. Tham khảo thông tin về tình hình dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo địa chỉ www.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của các chuyến công tác. 2. Người lao động có bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, và bệnh phổi cần cân nhắc khi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 3. Tìm hiểu thông tin và các biện pháp dự phòng lây nhiễm từ người làm công tác y tế, cơ quan y tế địa phương. 4. Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn và các vật dụng cần thiết tạo điều kiện cho việc rửa tay thường xuyên, vệ sinh cá nhân khi đi công tác. 5 tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác. 6. Rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ho, hắt hơi, tránh xa ít nhất 2 mét đối với những người đang ho hoặc hắt hơi. 7. Sau khi đi công tác về, người lao động tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày và đo nhiệt độ 2 lần một ngày. 8. Trong và sau khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, người lao động cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Thông báo cho người quản lý hoặc người làm công tác y tế tại nơi làm việc để thông báo cho những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết